Chào ban giám khảo cùng các thầy cô, mến chào các bạn. Em tên là Phan Lê Khánh Vi, học sinh lớp 3L trường tiểu học Vĩnh Du, tham gia cuộc thi truyền cảm hứng sách năm 2022. Em xin giới thiệu một mẫu chuyện do nhà xuất bản Hồng Đức biên soạn, đó là mẫu chuyện Tiểu Con Xây Nhà. Trong rừng đàn khỉ sống cùng nhau và có một quy ước: khỉ con khi đến tuổi đi học phải ra ngoài học cách sống tự lập và trở về bên bầy đàn sau 3 năm. Bây giờ đã đến lượt khỉ nhỏ phải rời đàn ra đi. Trước khi xa con, khỉ mẹ dặn dò: bố mẹ rất yêu con, hãy đi để trưởng thành và trở về bình an nhé con. Khỉ nhỏ đáp: vâng ạ, cho mẹ con đi. Khỉ nhỏ đi đến một ngọn đồi xinh đẹp, hoa nở tỏa hương thơm ngào ngạt cả một góc trời. Chú rất thích nơi này nên quyết định dừng chân và sẽ xây cho mình một ngôi nhà. Sau khi dọn chống đất đai, cỏ rác, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, khỉ nhỏ bắt tay vào xây dựng mệt mài. Ngôi nhà bắt đầu hình thành trong nỗ lực từng ngày của chú. Nhưng khi ấy, có vài người bạn đi qua đi lại, trông thấy ngôi nhà của khỉ đang xây và hỏi góp lời bàn tán. Sóc nói: khỉ à, cậu không nên xây nhà ở đây, vì nó khá xa dòng suối. Không lẽ mỗi lần lấy nước cậu phải đi xa cả dặm đường à? Khỉ nhỏ nghe xong liền sụng lại việc đang làm với ít nhiều băn khoăn. Trùng hôi lại có ý khác: ồ không, tớ cho rằng nhà ở xa con suối sẽ bớt lạnh hơn khi mùa đông tới. Sau đó khỉ nhỏ bắt đầu làm cửa sổ với sự giúp đỡ của Hải Ly, một kỹ sư xây dựng kim kiến trúc sư tài ba. Thì gấu nâu lên tiếng: ôi dào, cửa sổ cần xây to để đón gió vào nhà cho thông thoáng mát mẻ. Bây giờ xuất hiện thêm cả chú rắn xanh. Rắn nói: cẩn thận đấy khỉ, cửa sổ to kẻ trộm dễ chui vào nhà đấy. Mọi người mọi ý nên khỉ nhỏ loay hoay mãi vẫn không xây xong ngôi nhà. Trong lòng thấy bối rối, mất phương hướng, chú ngồi khóc tu tu. Bác họa sĩ vơi đi thực tế để vẽ tranh, ngang qua chỗ ngôi nhà, bác bèn hỏi: cháu có điều gì không vui sao? Khỉ nhỏ nín khóc kể lại sự việc. Bé voi cười bảo: ồ, chính người vừa ý, cháu nghe ý kiến của mọi người chỉ để tham khảo mà thôi. Trước khi muốn làm gì, cháu cũng đã suy tính kỹ càng. Cháu nên giữ lập trường của mình và kiên định làm những gì cháu cho là đúng, cháu ạ. Nhưng trước khi trở lại với việc vẽ vời dang dở của mình, họa sĩ voi còn buông một câu nói khiến khỉ nhỏ ngoẹt mặt ra: nhưng theo sự hiểu biết của ta, loài khỉ các cháu không sống dưới đất mà sống trên cây. Một ngôi nhà trên cây không phải mới đúng với nhu cầu của cháu sao? Những ngày sau đó, khỉ nhỏ điều chỉnh lại bản thiết kế theo lời chỉ dạy của bác voi, bởi vì bác là người sống lâu năm và có nhiều kinh nghiệm. Rồi chú tiếp tục xây nhà. Cuối cùng, ngôi nhà của khỉ cũng hoàn tất. Khỉ thầm cảm ơn bác voi đã giúp mình nhận ra sai sót lớn trong việc xây nhà. Nhưng ngày khỉ nhỏ hạnh phúc nhất chính là ngày trở về sống đoàn tụ cùng bầy đàn của mình, với kinh nghiệm sống mà chú đã thu nhập được trong lúc rời xa. Câu chuyện của em đến đây đã kết thúc rồi. Qua câu chuyện trên, em rút ra được một bài học, đó là khi chúng ta làm gì cũng phải suy tính trước và lập trường của mình, làm lập trường riêng cho mình và những ý kiến góp xung quanh chỉ mang tính chất tham khảo để chúng ta làm việc tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt tất cả mọi người.